Hôm nay chúng ta học bài tiếp theo ở trong nhật tụng Kalama quyển 1, có nghĩa là gần xong rồi, gần xong quyển 1 rồi. Mình có 5 cuốn mà mới in được có 3 cuốn, đang hoàn tất bản thảo quyển 4. Mà nếu mà học xong quyển 1 ấy thì mình cũng còn lại tới 2 cuốn nữa. Thời gian cũng có nhiều, bà con cứ tưởng tượng là một cuốn như vậy đó là 500 trang. 500 trang mà chỉ có một nửa là tiếng Việt thôi. Một nửa là tiếng Việt thôi. Cho nên là tôi hy vọng ấy là trong thời gian là 3 năm. Nếu không có cái chướng duyên ấy, thì 3 năm chúng ta học xong 5 cuốn. 5 cuốn Kalama. Thì một người tu Phật nói chung, cư sĩ nói riêng, mà mình lót lòng được 5 cuốn này thì coi như là đại khái mình cũng biết kinh tạng ấy, Nikaya nói cái gì. Và giảng trưa nay tính theo giờ Paris thì tôi giảng tiếp cái bài kinh Xà Dụ, bản Hán Tạng kêu là Xà Dụ, bản Pali kêu là Alagandhuma Sutta, còn bản tiếng Việt Nam mình bản mới bây giờ kêu là bản kinh Ví Dụ Con Rắn. Cái nội dung của bài kinh nó như thế này, là có một cái vị tỳ kheo, có một vị tỳ kheo, mình không có bàn nhiều về thân thế vị đó, có một vị tỳ kheo hiểu lầm là Đức Phật ấy, là cái bậc đại thánh, ngài trong sạch viên mãn 100%, thì ngài kêu gọi kêu gọi đệ tử sống tránh xa những cái gì mà nó có khả năng nó gây cái phương hại, nó có cái nguy cơ để nó làm tổn giảm cái việc tu tập. Thì ngài là bậc đại thánh thì ngài có cách nói rất là khắt khe, chứ thực ra đó thì mình là có thể gọi là linh động, linh động tùy thích, chứ không có đến nỗi mà khắt khe khó khăn như lời của ngài. Ví dụ như ngài dạy mình tránh xa cái việc mà hưởng thụ vật chất, thì tại vì ngài là thánh thì ngài nói vậy thôi, chứ mình có thể tùy duyên miễn sao vui vẻ tu hành được rồi. Thì đại khái mình có thể sống lợi dưỡng để mà lấy cái sức tu trung đạo, đại khái vậy. Đúng rồi, đúng rồi, có thể linh động du di, sống lợi dưỡng để lấy sức tu trung đạo. Còn cái chuyện mà Đức Phật mà ngày cấm cái này cấm cái kia là tại vì ngài là thánh, ngài pha lê, ngài là kim cương thì ngài nói vậy thôi. Hiểu lầm thì đã hiểu lầm như vậy đó, hiểu lầm như vậy. Vì thì Đức Phật ngày dạy là khi cái câu chuyện mình đến tại Đức Phật ấy thì ngài gọi vị đó lên, ngài gọi vị đó lên và ngài trách là không nên nghĩ, không nên hiểu như vậy, bởi vì Như Lai, Đức Như Lai ngài có đủ 4 cái pháp gọi là vô sở quý, gọi là vi sa đó cho thâm á. Thì trên cái nền tảng của 4 cái pháp vô sở quý này nè, thì ngài thuyết giảng chánh pháp không có thể xê dịch được. Cái điều thứ nhất vô sở quý thứ nhất là cái gì, là ngài đã chấm dứt tất cả phiền não, hoàn toàn thanh tịnh, cho nên ngài thuyết pháp từ cái vị thế của cái người không còn phiền não. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai, cái gì mà ngày kia mình tránh thì mình phải tránh. Thứ nhất đó là do Phật trí của ngài, ngài thấy như vậy. Thứ hai nó là kinh nghiệm tu hành của ngài lúc ngài còn Bồ Tát. Thành Phật thì thấy nhưng không có kinh nghiệm, không có cần kinh nghiệm, nhưng mà kể lại cái chuyện cũ. Và đại khái đó là với cái biết của một vị Phật thì cái gì mà ngài kêu tránh mình phải tránh, không thể nói ngược được, mình không thể nói khác lời ngài được. Cái thứ ba là cái đạo ngài là đạo dẫn tới giải thoát, đạo ngài là đạo dẫn tới giải thoát. Giống như biển chỉ có một vị mặn, thì đạo ngài ngài nói cái gì đi nữa cũng chỉ nhắm đến mục đích giải thoát.
không ai có thể nói là lời Phật dẫn tới cái gì không, lời Phật là rốt ráo là gì cái Phật. Cái điều thứ tư ấy là bậc chánh đẳng giác, cái gì ngài cũng biết, cái gì ngài cũng biết, ngài thuyết pháp bằng cái sự chứng ngộ chứ không phải là bằng cái hình dung suy diễn liên tưởng tưởng tượng kiểu như các vị đạo sư khác. Nay nói về mai nói khác, đó là bốn cái pháp vô sở úy. Mà cái vị tỳ kheo Ariddha trong cái bài kinh này nè, vì này có cái hiểu lầm là ngài trong sạch thì ngài nói khó khăn khắt khe vậy đó, giống như người nhà giàu thì nói chuyện là phải nói theo cách của người nhà giàu, chứ còn mình nghèo thì mình có thể linh động, nhưng mà đó là chuyện giàu nghèo của thế gian, nhưng mà trong chuyện tu hành thì không. Đúng, ngài là bậc thánh đúng, nhưng mà những gì mà ngài 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 dạy dò, ngài hướng dẫn cho mình ấy thì cũng chính là con đường mà ngài đã đi, chứ không phải là ngày ngày đi con đường khác, mà ngày cũng đi con đường mà ngày dạy đệ tử. Ngày nói sao ngày làm vậy, gọi là Như Lai. Thì ở đây chuyện đầu tiên ấy là ngày dạy rằng là cái vị này hiểu lầm, cho rằng cái việc mà vị tỳ kheo có thể linh động sống tùy duyên tùy thích ấy, ngày nói không, bắt buộc phải hiểu là cái đam mê vật chất ấy, nó là cái trò chơi giỡn lửa. Giận lửa, bởi vì đó là chỉ cần thích một cái chút xíu thôi là đủ để tan quan đạo nghiệp, nói gì là buông lỏng các căn, nói gì là buông lỏng các căn. Thì ngài dạy rằng cái niềm đam mê ở trong các cái khoái lạc vật chất ấy. Ngài kể đó, ngài dùng các ví dụ, ngài nói nó giống như con chó mà nó gặm khúc xương khô vậy đó. Nó gặm hoài mệt mỏi trên bờ gì hết, nó giống như là cái trái cây thấy đẹp nhưng mà nó độc. Trái cây độc, dầu đẹp cái mấy nó vẫn là độc. Nó giống như là một cái giấc chiêm bao, mình nằm mơ mình thấy này thấy kia nhưng mà tỉnh dậy thì có gì hết. Cái gì mình thấy là ngọt, thấy là đẹp, thấy là thơm đó, thì cái đó thực ra nó là do điên đảo mộng tưởng mà ra. Chứ mọi thứ thứ chuyện ngay trước mắt ấy là do điên đảo mộng tưởng mà ra, chứ đâu phải như mình nghĩ. Thứ hai, khi mình có lòng tận hưởng đó thì mình chỉ chuốc họa thôi. Chỉ chuốc họa thôi. Ngài xác định như vậy, ngay trước mắt đó mà mình hưởng thụ là do ảo giác mà có. Thứ hai nữa là mình đam mê là chỉ có chú quả thôi. Mình thấy vậy rõ ràng là có hai lý do để mà phải lìa xa các cái khoái lạc vật chất. Một là do ảo giác, do điên đảo mộng tưởng, do hiểu lầm, do ngộ nhận mà thấy nó ngọt, chứ nó không phải như mình nghĩ. Tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, cái sự an lạc của thánh nhân là do người ta không còn phiền não nữa, không còn cái gì để thích và ghét. Cái an lạc thấp hơn một chút đó là an lạc của người chứng thiền. Họ an lạc là vì họ không còn bị cái tác động của vật chất nữa. Họ không bị tác động của vật chất nữa, họ chỉ còn đam mê trong thiền thôi. Mà hãy đam mê trong thiền ấy, thì còn có chỗ để tái sanh về các cõi thiền. Mà về trên đó, đó là ở năm bữa nửa tháng nó hết tuổi thọ, nó rớt xuống là coi như là bất trắc. Bất trắc khó lường lắm, rớt xuống trở lại cái cõi thấp nhất là khó lường, xuống làm con trùng con dế là coi như là miệt mài. Cho nên là cái gì an lạc của thánh nhân mới là an lạc tuyệt đối, an lạc của người không còn phiền não, không còn cái gì thích và ghét. Còn cái an lạc thấp một chút là an lạc của người thích trong thiền. Thích trong thiền có nghĩa là vị này nên là an lạc là vì không còn bị vật chất tác động. Rồi cái an lạc, cái hạnh phúc mà thấp nhất đó là hạnh phúc của người hưởng thụ vật chất. Cái trong ba thứ an lạc này này, cái thứ an lạc cuối cùng, cái an lạc của người hưởng dục ấy, của người hưởng thụ ấy, nó có một cái điểm, nó có cái đặc điểm nổi bật, đó là hai cái sự an lạc trên đấy, an lạc của người của thánh nhân và an lạc của bậc chứng thiền ấy, chứng thiền định ấy, thì càng tỉnh táo càng an lạc, càng sáng suốt, càng rạch ròi, càng rõ ràng, nói chung là càng tỉnh táo càng tỉnh thức càng an lạc. Nhưng mà cái hạnh phúc của cái người hưởng dục nó lại khác, nó phải một chút gì đó nó thú tính, nó có nặng thì là thú tính, còn nhẹ đó, thì nó phải có một chút gì đó quên mình. Thí dụ như bây giờ mình ăn đi, mình muốn ăn ngon ấy, thì mà mình tỉnh táo, mình chánh niệm ăn biết rõ, gấp múc đưa vô miệng nhai nuốt, cay biết là cay, chua biết là chua, thích biết là thích, bực mình biết bực mình, nghe nó tanh thấy khó chịu thì biết là khó chịu. Nếu mà ăn tỉnh vậy nó không có ngon, vừa ăn vừa nói chuyện ngòm ngàm rồi
nghĩ đến chuyện này nghĩ đến chuyện kia thì nó mới ngon. Và cái chuyện ngắm hoa thưởng cảnh cũng vậy, nếu mà mình chánh niệm 100%, nhìn biết là nhìn, tham biết là tham, giận biết là giận, thì đi ngắm cảnh đó, hết vui rồi. Lúc đó có thể mình được niềm vui khác, niềm vui của người có chánh niệm đúng, nhưng mà niềm vui của người thưởng cảnh thì hết rồi. Cái niềm vui của người hưởng dục nó đặc biệt chỗ đó, nó đặc biệt chỗ là anh phải có một chút gì đó quên mình, có một chút gì đó nó hơi thú tính, có một chút gì đó nó hơi mông muội, tâm tâm mù mù đó, thì nó mới mới được. Cái hạnh phúc của thế gian nó như vậy đó. À, nó tỉnh quá cái này không có. Cho nên đây là lý do vì sao mà ngày dạy rằng ấy là tất cả là chiêm bao rồi chỗ đó, tức là tỉnh, khi mà tỉnh rồi nó không còn gì hết. Cho nên cái vị tỳ kheo Aritha thì hiểu lầm cho rằng Thế Tôn ngài kêu gọi ly dục, nhưng mà cái lời kêu gọi đó tùy duyên, bỏ được thì bỏ, chứ còn nó cũng có độc hại như là ngài nói. Ngài nói không, luôn luôn phải nhớ là nó độc hại. Nó độc hại, một là thích đó là do điên đảo mộng tưởng, hai là thích nó chỉ gây họa thôi, gây họa cho mình đời này và đời sau. Đời đời này là sao? Thích là phải tìm, tìm không được là khổ, tìm được rồi mà giữ rất khó, mà có lòng hưởng thụ thì là làm là sinh tội, là tội lỗi, nó khổ vậy đó. Và chưa kể là cái quá trình mình đi tìm đó, có lòng mình đi tìm để mà hưởng thụ đó, thì chuyện bậy nào cũng làm hết, kể cả tu sĩ, kể cả tu sĩ. Lâu lâu được cái gì ngọt ngọt chút thì không 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 cái ghê, nhưng mà cái ghê nếu mà có cái lòng đi tìm ấy, khi mà có cái lòng đi tìm thì có nghĩa là chuyện gì cũng dám làm. Buổi đầu thì chuyện ác nhỏ nhỏ, nhưng mà lâu ngày nó quen ấy. Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Tay nó có một câu đó, nó ăn cắp được cái trứng gà thì sẽ ăn cắp được con bò. Rồi mình nghe thấy nó hơi quá, nhưng mà nó đúng, cái nó đi từng bước từng bước từng bước thì chuyện gì cũng dám làm hết. Cho nên là cái sự hưởng thụ vật chất theo ở trong bài kinh này thì ngài dạy tuyệt đối phải tránh. Không phải vì ngài là thánh ngài kêu tránh, mà tất cả mọi người hãy cầu giải thoát là phải tránh cái sự hưởng thụ. Rồi nội dung tiếp theo của bài kinh này, ngài dạy rằng hãy cẩn thận, hãy cẩn thận khi mà học giáo lý, khi nghe pháp. Vì nghe pháp khi học giáo lý mà không có thấu đáo thì chỉ gây họa thôi, chỉ gây họa. À, chỉ gây họa. Thì ngài mới kể ra ba cái trường hợp học học tập giáo lý. Trường hợp một là học giáo lý của cái người mà không thấy được cái mặt trái của phiền não, không thấy được mặt trái phiền não, học mà không phải có cái lòng cầu giải thoát, học cái cách học đạo của cái người mà còn trông đợi mong chờ những cái vị ngọt của thế gian, thì cách học đạo của người này là chỉ gây họa thôi. Ngài nói giống như bắt rắn mà không biết cách thì rắn nó cắn nha. Cho nên nên là đừng có nghĩ là biết đạo với biết giáo lý là xong, nó mới chỉ là một phần ngàn cái đoạn đường mình đi thôi. Mặc dù mình nói tắt ấy, thì mình nói là văn tư tu, văn tức là trí văn, tức là cái biết qua chữ nghĩa, qua sách vở, qua thầy bạn, qua nghe, qua đọc. Còn tư là tư duy thấm thía, còn tu là thực chất hành trì. Mình nói gọn thì có ba, nhưng thật ra học chỉ một phần ngàn, một phần ngàn, tôi nói nghĩa đen, tôi không hề để hề nói nghĩa bóng, chỉ ngàn tức là ba số không, chỉ là một phần ngàn thôi học đó. Bởi vì trong vô số kiếp luân hồi mình cũng đã có biết bao nhiêu lần mình là những người gặp gỡ chư Phật rồi thông suốt giáo lý, chứ đâu phải là không có chắc chắn. Nhưng mà mình học làm sao đó mà bây giờ mình còn đây này, nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều lắm. Cho nên nó là cách học đầu tiên là cách học của cái người mà tự chuốc họa. Cách học này được gọi là alagaddha parijati, tức là cách học giáo lý của người mà bắt rắn sai cách. Cái cách thứ hai đó là gọi là nitharana parijati, tức là cái cách học của cái người mà cầu đạo giải thoát, lấy từng cái biết của mình vận dụng, áp dụng, tận dụng nó vào cái chuyện gọi là thực tập hành trì. Đấy. Cái chữ Nitthara có nghĩa là giải thoát, cũng có nghĩa là qua sông, qua sông hoặc là giải thoát, có nghĩa là rời khỏi cái chỗ đứng ngay tại đây và bây giờ của mình á, rời khỏi chỗ đứng hiện tại, cái vị thế hiện tại, tình trạng hiện tại, cái tình huống, cái trạng huống hiện tại, vượt thoát cái đó thì gọi là Nitthara. Nitthara phải học để mà vượt qua chính mình. À, Nitthara là học để vượt qua chính mình, để bỏ lại chính mình ngày hôm qua, mình hôm nay phải khá hơn mình ngày hôm qua,
tháng này phải khá hơn mình tháng trước, và kiếp này phải khá hơn kiếp trước, và học rồi sao đi kiếp sau nó khá hơn kiếp này. Mà muốn cái kiếp sau khá hơn kiếp này ấy, thì chỉ có một cách thôi, là ứng dụng cái gì mình học ngay trong đời sống kiếp này, thì kiếp sau nó mới vượt thoát được kiếp này, nó vượt khỏi, nó hay hơn kiếp này. Ừ. Chứ còn mà học cho một đống mà trong khi chính mình ấy không vượt qua được, mình không nhảy ra khỏi được cái bóng của mình, cái bóng phiền não của mình ấy, là cách học đó không được. Mà cách học phải từng bước lìa bỏ cái con người cũ, cái trình độ cũ, cái vị thế cũ, cái chỗ đứng cũ, cái tình huống cũ, cảnh giới cũ, thì cái đó gọi là Nichiranaprayati. Học để mà hành trì giới định tuệ, thì cách học đó được gọi là Nichirana, học để giải thoát, học để qua sông, học để rời bỏ chính mình ngày cũ hơn. Rồi cái cách thứ ba là gọi là Phandagarika Prayati. Phanda là nhà kho, mà Phandagarika là người giữ kho. Phandagarika Prayati nghĩa là cách học giáo lý mà của cái người giữ kho là sao, tức là học để duy trì cái mạng mạch tông môn, giữ lại và truyền thừa lời dạy của chư Phật. Thì đây là cách học của người giữ kho. Như ngài Ananda trong kinh được gọi ngài là Dhammapandagarika, là cái vị giữ kho chánh pháp, tức là trong suốt 25 năm theo Hồ Thế Tôn thì ngoài một ít cái pháp thoại mà ngài nghe được từ tăng ni Phật tử thì đa phần còn lại là ngài nghe từ Đức Phật. Và trong chú giải ghi rất rõ, tôn giả A Nan chưa bao giờ mà hỏi lại Thế Tôn một vấn đề mà mình đã quên, hỏi lại để biết sâu hơn thì có, hỏi lại để xác định, rồi nhân cái điều đó để mà hỏi tiếp cái điều khác thì có, chứ chưa bao giờ mà tôn giả hỏi vì nhớ mơ màng lan man chập chờn cái điều mà mình đã nghe. Và ngài được gọi là vị giữ kho chánh pháp, nghĩa là bất cứ cái gì mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng trong suốt thời gian 25 năm đó và trước đó nữa, miễn là ngài có dịp nghe lại thì không có quên. Kinh nói trong cái dấu chân của con bò thì không thể nào có một khối nước như biển biển cả, trong một cái sức nhớ của người bình thường không thể nào có được một cái khả năng cường ký nhớ tốt, nhớ dài, nhớ kỹ và nhớ rõ, nhớ đúng như là nghệ này. Cách học đó, cách học để mà duy trì chánh pháp được gọi là Dhammapandagarika Prayati. Rồi cái nội dung bài kinh là như vậy. Và hồi nãy đó bắt đầu bài giảng tôi có nói, tức là vị này hiểu lầm là những gì mà Đức Phật ngày kia mình bỏ đó thì mình cũng tùy duyên, chứ cái đó cũng không phải quan trọng gì lắm. Thì ở trong chú giải có ghi rõ thế này: thông thường ý thông thường ý, nói gọn ấy, nói tắt ấy, thì cái cuộc sống nói chung và đời tu của mình nói riêng, nếu mà nó không có suôn sẻ hanh thông trôi chảy, nếu mà nó không có suôn sẻ trôi chảy thì đương nhiên chắc chắn là nó bị mắc vào một trong ba cái trở ngại sau đây. Cái trở ngại để biết Bali nó có hai chữ, một là chữ Avarana, là obstacle ấy, là trở ngại hay là chướng ngại. Cái chữ thứ hai là chữ Antagarika, cũng là vậy, cũng là trở ngại hay là chướng ngại. Phải nhớ hai chữ như hai chữ Avarana hay là chữ Antagarika. Chữ Avarana nghĩa đen, nó có nghĩa là che chắn, còn chữ Antagarika là nằm ngán đường, ngán chỉ ngán, ngán thì có rê, ngán thì ngán đường. Sẵn đây tôi lạc đề chút, tiếng Việt Nam mình cái giới từ ngang mà động từ đó là ngán, đó là lấy cái gì chặn ngang gọi là ngán. Giống như tiếng Hán hạ là trạng từ chỉ nơi chốn, mà há là động từ nghĩa là đi xuống, thượng ấy là ở trên là trạng từ, nhưng mà thướng ấy có nghĩa là lên trên. Thượng là trên mà thướng là lên trên, hạ đó là ở dưới mà há là đi xuống dưới. Rồi trong tiếng Việt Nam mình nói ngang là nó nằm ngang đó, chặn ngang ngang, nhưng mà cái động từ là này, ngán ngán đường, ngán chân cho người ta té. Thì chữ Antarika nó nghĩa là ngán, ngán rê
mà nó là sự ngán đường, sự ngán chân, cái gì mà chẳng ngán. Thì nó tắt ấy, nó gọn ấy, thì có ba cái trở ngại. Một gọi là karma đấy, là nghiệp chướng, có nghĩa là do mình tạo một cái nghiệp gì đó mà kiếp này sống không an lạc, tu không có tiến bộ. Ví dụ như mình từng hỗn hào phạm thượng bất hiếu nghịch đạo, làm điều ác gì đó mà nó ghê gớm. Cái kể cả có nhiều bà đó, tôi biết có một bậc cụ, bậc bà tu nữ Việt Nam, giận chồng giết con, đời Tây đời xưa lắm, năm nay bà cả trăm tuổi, tại tôi đi 30 năm mà lúc tôi đi là bà 70 mấy tuổi rồi, có nghĩa là bà còn sống thì năm nay bà trên trăm. Thì đời cái thời mà còn cai tổng hội đồng cả gì đó xưa, thì bà là tiểu thư rồi, bà giận chồng á, chồng cứ ô vợ bé vợ mọn ấy, bà giết con, tôi không nhớ là bà bóp cổ hay là bà dìm nước gì đó, đại khái bà giết con mà phá thai ít ám ảnh là bởi vì mình đâu có thấy. Còn cái này là bà sanh ra rồi, rồi bà bóp mũi bóp cổ hay là bà nhấn nước gì đó, bà chết. Trời, coi như của bà, coi như là bà không có ngủ được đó. Không biết là nói theo ngoài đời không biết cái dông của nó về, hay là ám ảnh, hay là cái sự rây rứt mà bà không có yên giấc, giống như vua sợ thế mà trong kinh nó giết cha rồi là không có ngủ được suốt nhiều năm, thì ông ngủ do ông bị đuối ông mệt thôi, chứ còn không có giấc ngủ bình thường được. Và bây giờ tôi nghe nói ai mới ngủ sợ thì mình tưởng tượng đã ngán ngủ được. Thì cuối cùng vua sẽ thế nghe Đức Thế Tôn giảng cái bài kinh Sa Môn Quả và kinh số 2 của Trường Bộ, giảng xong thì từ đó sao vua về vua mới ngủ được. Vua sẽ thế á. Thì bà này cũng vậy đó, rồi bà tạo cái nghiệp sao đó mà coi như là bà ngủ, cuối cùng bà đi xuất gia làm tu nữ đệ tử ngày Hậu Tông, mà bà cứ ngồi thiền là bà thấy, ngủ là thấy mà ngồi thiền cũng thấy, thấy có thằng bé nó cứ bò lõm ngõm ngõm ư ra lại cười khiềm khiềm, cười nó cười ngắt 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 vậy đó. Vậy sao tu? Cho nên mà cứ ăn là mới lên mới sám hối suốt ngày này qua ngày kia, cho nên mà thấy nhẹ đó, chỉ mới có người là mẹ giết con thôi đó, chứ chưa nó con giết mẹ đó, cái tội còn nặng nữa. Trên cái đầu tiên là cái nghiệp chướng, có nghĩa là bị trở ngại về đường tâm linh hay là trong đời sống bởi cái sự tác động của một cái ác nghiệp to tát ghê gớm rồi đó. Trường hợp này gọi là kamma parana, nghiệp chướng. Ở đây phải hiểu học theo trong kinh, chứ đừng có nghiệp chướng hiểu thì nghĩa ngoài đời. Tôi sợ lắm, tôi sợ bà con xài theo nghĩa ngoài đời, nghĩa từ điển không có được nha. Cái này phải hiểu theo trong kinh, nghiệp chướng là do tạo một cái trọng nghiệp nào đó bất thiện ấy, thì nó ảnh hưởng đến đời sống tâm linh tinh thần mình dễ sợ lắm. Cái thứ hai gọi là quý bà cao đó đấy, cái là quả chướng. Cái nghiệp chướng là cái nghiệp xấu ngay đời này, còn cái quả chướng là cái quả xấu từ một cái đời xưa sửa kiếp trước nào đó. Thí dụ như bây giờ mình do cái quả xấu rồi đó, mình sanh ra mình làm cái người gọi là tâm thần bị, hoặc là bị một cái chứng trọng bệnh nan y nào đó, hoặc là do cái nghiệp chướng bây giờ mình sanh ra mình nghèo khó, mình xấu xí, mình bị dị tật đó, thì coi như thua. Bị cái đó cũng là cái chướng mà nó gọi là quả chướng. Mình là tánh tình mình ok, nhưng mà bây giờ bị cái quả đó cái nghèo, trời coi như nghèo sát sao, bệnh triền miên, mặt mũi thì xấu xí dị hợm khuyết tật thì cũng cũng khó lắm. Từ trường hợp đó được gọi là quả chướng. Gọi là trong A Tỳ Đàm đó, mình do nghiệp xưa mà mình đầu thai nhưng bằng cái tâm gọi là cái tâm ly trí, tâm vô 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 trí, cho nên kiếp này học đạo khó khăn, chứng đạo thì không được đấy, học tập tư duy cái gì mà trừu tượng thì không nổi. Thì tôi nói ra hy vọng bà con đừng hiểu lầm ha, chứ tôi biết có một cô Phật tử cũng nói với tôi đó, cũng nói rằng cái trí nhớ cổ nó kém đến mức mà từ nhỏ tới lớn, thứ nhất chỉ đầu tiên có học mất lớp 3, thứ hai này cô nói rằng nhờ roi giọt của cô của thầy cũng nhớ được, chỉ còn ngoài cái trường lớp học 3 năm ngoài trường mà nó không bao giờ cũng nhớ được nửa trang giấy, lạ vậy đó. Và đặc biệt là cô nói rằng nó là cũng không bao giờ cũng coi phim bộ được, bởi vì cũng không có nhớ vai. Thí dụ như là mấy cái phim bộ mà loại mà dài chục vai rồi đang đến tập 16 cái nhắc lại một vài cái tình tiết của tập số 5, rồi đang cái tập 41 cái nhắc lại tập 27 rồi đó là bà chết, không có tài nào mà nhớ nổi.
mình tạm gọi nó là quả chướng. Quả chướng, quả chướng. Vậy thì còn có ba chướng. Chướng một là nghiệp, nghiệp xấu ngay đời này gọi là nghiệp chướng. Thứ hai là quả chướng là do quả xấu kiếp xưa. Cái thứ ba là phiền não chướng, kilesa varana. Có nghĩa là trong 14 cái tâm sở bất thiện của mình ấy, nó có một thứ nào nó quá mạnh thì nó cũng làm cho mình cũng tan hoang đạo đạo nghiệp. Là sao? Tánh nóng quá, tánh nóng quá, không có sống ở đâu được, vô thiền viện cũng được, ở nhà với vợ chồng con cả cha mẹ nó ở không nổi, tánh nóng quá nóng đấy. Gọi là tham, tham quá, tánh tham gặp cái gì cũng quơ, cái gì cũng còn, tánh nó cũng khó. Rồi ganh tị, tôi có gặp rồi, ganh tị gọi là bao la bạc ngàn, mênh mông và bạc ngàn, tức là không có chịu nổi người này. Hết ghen thì ganh, hết ganh thì ghen, hết ghen thì ganh, cả đời tị hiềm chịu nổi. Đang đi học đạo không ngoài đời thì ghen chồng, ghen bạn trai, ghen bạn gái. Tới vô đạo sư phụ mà tốt với ai chịu, mình chịu không nổi. Đi chùa mà gặp trụ trì mà không tốt với ai chịu không nổi. Thì mình cũng là Phật tử nhưng mà chịu không nổi. Ông khuất mặt không cho ai cho, nhưng trước mặt mình chịu không nổi, tánh ganh tị khủng khiếp. Hoặc có người bủn xỉn, bị mất một miếng tiền nhỏ xíu là cả ngày ăn không ngon ngủ không yên, ganh tị nè, bỏng sẻn nè, nóng tánh nè, bòn của nè, tham lam, ham hố đấy. Thì bị một thứ phiền não rồi đó, hoặc là có người có cái trong cái A Di Đà gọi là hôn thủy mạnh, có nghĩa là cứ ngồi là ngủ, cứ ngồi là ngủ, cứ ngồi là ngủ đấy. Thì cái đó trường hợp này được gọi là phiền não trước, có nghĩa là có một thứ phiền não rồi nó do cái tập khí nhiều đời nó mạnh mạnh, nó vượt trội một cách đặc biệt. Có cái đó, có tôi biết, có người ham tiền, có người háo sắc. Có người vì háo sắc mà cuộc đời tôi nó banh chành bé bẹ, từ lưa học dưa là chỉ vì cái ham tiền, chỉ vì cái háo sắc, háo danh, tham quyền. Tham quyền, thích quyền lực, thích nổi tiếng, chỉ vì thích cái đó không, cuộc đời tôi nó bất chấp. Nhớ thì ba cái này thì nó tắt là ba cái, ba chướng, gọi là tam chướng, nghiệp chướng, quả chướng và tiền não chướng. Còn mà nói rộng á, thì trong chú giải của bài kinh mình đang học là kinh con rắn này nè, đây đây kể tới năm chướng. Một là cũng là tạo một cái trọng nghiệp nào đó, hai là cũng do có quả xấu nào đó, ba là tiền não mãnh liệt, bốn là giờ thêm hai cái, bốn là phỉ báng hiền thánh. Thí dụ như bây giờ khen người không đáng khen mà chê người không có nên chê đó, mà nếu mà xui mà gặp ngay cái người có đức độ là mệt lắm, mệt lắm. Ở trong tiểu bộ ngày có dạy, Đức Phật ngày có dạy thế này, cái người mà khen chê mà không chính xác mà đụng nhầm vào bậc hiền thánh ấy, sẽ bị rất là nhiều cái quả xấu, mà trong đó có những cái quả mà mình đọc thì ấn là sẽ khi mà mệnh chung nó dễ bị hôn mê và mê sảng, mê sảng dễ bị mê sảng bị 10 cái. Rồi ngay trong đời sống hiện tại là dễ bị cái thị phi nó quật ngược, thị bi phi nó quật ngược. Có nghĩa mình nói người ta cái mình bị thiên hạ nó bắn ngược trở lại, ví dụ như vậy. Rồi đặc biệt là dễ bị trọng bệnh. Khi mà mình có cái lòng xấu mà tấn công cái người tốt, đặc biệt là cái người không có ý gì với mình ấy, không có ác với mình, không có hại mình, mà mình lại có cái lòng căm thù họ đó, tự nhiên cái cơ ghét đó có. Ví dụ như tôi, tự nhiên tôi ghét hòa thượng Nhất Hạnh, ví dụ vậy, rồi tôi tìm mọi cách tôi nói xa, nói gần người vậy đó. Mặc dù ngày mất rồi nhưng mà tôi ghét, tôi không ưa, ví dụ như vậy. Hoặc là bây giờ tôi ghét một cái người cư sĩ nào đó mà họ là người chân tu, là mệt lắm, rất là mệt. Tại vì thật ra tu mà tu thứ thiệt á, mình nhìn khó mình sao mình biết, tu mà tu diễn tu nổ á, thì mình nhìn mình biết, chứ còn thứ mà tu thiệt mình nhìn không biết. Còn tu mà cho người ta biết mình tu thì cái đó không ghê, mà cái mà họ kín đáo lặng lẽ âm thầm á, cái đó ghê lắm. Cho nên bốn cái nó có năm cái chướng. Chướng một là nghiệp chướng, quả chướng, tiền não chướng. Cái chướng thứ tư là xúc phạm cái người đức độ hiền thánh. Còn cái chướng thứ năm là cái gì, là quy tích cấm manh tay cắt, có nghĩa là chướng do vi phạm giới luật.
mà có vị tỳ kheo mà phạm vào trọng giới thì cái đường này chứng thiền chứng đạo chắc chắn bị trở ngại, chắc chắn bị trở ngại. Cho nên mình nói giới năng sinh định, định năng sinh tuệ là mình nói mà mình không có phân tích, mình nhớ tại sao. À, thì nó có nhiều lý do. Một là cái giới nó ổn định thân nghiệp và khẩu nghiệp, thì nhờ vậy nó làm cái nền cho cái ý nghiệp. Đó là trường hợp một. Thứ hai, nói giới năng sinh định là bởi vì khi mà cái giới mình nó bị vấn đề là hành giả dễ bị say sức, dễ bị say sức. Bởi vì giới nó có hai, một là giới, là giới cho nghiệp xấu, giới 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 liên hệ đức hạnh và giới liên hệ nghiệp báo. Giới liên hệ đức hạnh ví dụ như là không ăn chiều, không nghe nhạc tỳ kheo, không giữ thức ăn qua đêm, không giữ y dư, cái đó gọi là giới đức hạnh. Nhưng mà cái giới mà cái giới liên hệ nghiệp báo thì như sát sanh, trộm cắp, đó là những cái giới mà nó liên hệ đến nghiệp báo, có nghĩa là mình vi phạm nó ngoài cái chuyện mà phạm giới ra nó còn có gây thêm nghiệp ác đấy. À, cho nên là khi mà cái giới mà nó sạch thì hành giả mới đủ cái bình tâm, cái ổn định tâm thần, tinh tinh thần, ổn định tâm lý để mà gọi là ngồi yên với cái định và niệm của mình. Còn khi mà thân nghiệp khẩu nghiệp mình nó bồn chồn, nó có vấn đề thì cái tâm nó không có định, nó không có niệm, rất là khó, khó lắm. Mà nếu nó có thì nó có cũng không có đúng mức, không có đủ đô để mà mình chứng thiền chứng đạo nha. Cho nên đây trường hợp này được gọi là giới năng sinh định là vậy đó. Chứ không phải mình giữ đó mình đắc, không phải, nhưng mà chính nó làm cái nền, nó làm cho mình được ổn định, ổn định thì không bị rê rứt. Tiếng Bali gọi là vipadisa đó, hay là cúc cú chắc, trạo hối hay là hối quá. Quá đây là lỗi đó, lỗi lầm gọi là quá. Thì cái năm có trở ngại, một là do nghiệp quá khứ, hai là quả ở nghiệp hiện tại, quả quá khứ, phiền não hiện tại, thứ tư là xúc phạm người đức độ, và thứ năm là giới lực không thanh tịnh. Thì cái năm trường hợp này được gọi là trở ngại. Và cái gì mà Đức Phật đã gọi là trở ngại, cái gì mà Ngài gọi là nên đề phòng cẩn trọng, thì cái điều đó dứt khoát là có lý do. Mà tỳ kheo Ariyattha trong bài kinh này nè, thì vị này không có tin năm cái này, không có tin ba cái trở ngại này, không có tin ba cái chướng ngại này, không có tin năm cái chướng ngại này, vị này không có tin. Vị đó nói rằng nói vậy thôi chứ tùy duyên tùy thách. À, bây giờ cái phanh phui ra cái gì mới thấy cái hiểu lầm cái này lớn lắm, phải không? Bác sĩ thử đàm, thử máu, thử phân, thử nước tiểu mình xong họ kêu mình kiêng muối, kiêng đường. Mình nói ô, tại ông bác sĩ thì ông ăn uống kỹ, ông nói vậy. Nói gì đâu có được. Tại sao người ta kêu mình kiêng? Tại sao? Mà mình thì mình nghĩ tại ông ăn uống kỹ lưỡng cho nên ông mới kêu mình như vậy, ăn cho giống ông. Nó không phải ăn cho giống ông. Mà ông bác sĩ kêu như vậy vì ông biết mình nè, không kiêng là chết ngay, không có cái gì nó khổ cho bằng thí dụ như tiểu đường, đi đâu cái kè 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 hộp thuốc rồi thận. Như tôi bây giờ thì nói ra thì không phải tôi than, nhưng mà đó là sự thật, tức là tôi có những cái dấu hiệu của cái người mà thận á. Tức là nghĩa là nếu mà tôi mà không chết yểu ấy, mà tôi sống đến 90 tuổi ấy, thì cái khả năng mà phải chạy thận là khả năng nó là coi như cầm chắc cả đó. Đấy, mà cái chạy thận nó phiền. Thứ nhất là chạy thận mình mà lớn tuổi sau 70 mình chạy thận rồi nó là nó không có trụ lâu. Đấy. Và thứ hai đó là chạy thận là hòa thượng bổn sư tôi ngày xưa nó được di tịch, vì cái chạy thận không có đi đâu được hết, phải đi đến cái chỗ nào mà có cái chỗ chạy chạy thận mới được. Ví dụ như bây giờ tôi về Calama là tôi phải biết chắc là nó có chỗ chạy thận tôi mới dám về, chứ không tôi đâu có dám rời Mỹ, đâu dám rời châu Âu. Còn không nữa tôi phải cứ thỉnh thoảng tôi về Sài Gòn để chạy. Mà tại sao tôi nói lạc đề, tôi muốn nói rằng khi mà mình biết cái bệnh nó là gì thì tự nhiên mình ăn kiêng, kiêng muối, uống nước nhiều và kiêng bất cứ cái gì bác sĩ cấm. Mà ông ngài tỳ kheo Ariyattha là không thấy cái đó, ông không có nghĩ đến cái mà hậu quả của cái việc mà kiêng tránh, cái việc không kiêng tránh, ông không thấy. Cho nên ông mới phán câu, bây giờ tôi mình nói bằng ngôn ngữ mình đi, ông phán câu vậy đó, ô và cái sạn thận mà cái mà chạy thận lọc thận nó có nhầm gì, bác sĩ nói vậy thôi. Vì nghe nói gì cái việc cái chịu nổi thì vì thì khả tá nói y như vậy, nói rằng Thế Tôn ngày, ngày dạy mình tránh này tránh kia thì nói vậy thôi, chứ tùy dĩ thì tùy hỷ tùy duyên tùy thích cũng sẽ hết, cũng sẽ hết.
thì Đức Phật ngài mới gọi vào, ngài nói là mình ở nhớ nói như vậy, cái gì như là kêu buông là phải buông, cái gì như là dạy phải kiêng là thì nên kiêng, bắt buộc phải kiêng. Thì từ đó rồi ngài mới nói đến năm cái đến 10 10 cái mặt trái của cái đời sống hưởng thụ mà chính ngài đã kêu gọi mình kiêng tránh. Tiếp theo ngài là ngài nói đến ba cái cách mà học giáo lý, và cuối cùng ngài chốt lại nội dung bài kinh. Đây nghe cho kỹ, chọn nghe cho kỹ nội dung này. Giáo lý là chỉ có phải học, chư Phật muôn triệu tỷ ức kiếp mới có một lần ra đời, mà khi chư Phật ra đời thì mình liệu có cái đủ duyên để làm người, để mà có được niềm tin và học chánh pháp hay không, toàn là chuyện hiếm không. Chư Phật là hiếm, thân người của mình là hiếm, làm người mình lành lặn và đầu óc tỉnh táo thông minh đủ để mà học đạo lại là hiếm. Rồi bây giờ đó lại là mình có hết thì mình bắt buộc phải giáo lý. Tuy nhiên phải nhớ có ba trường hợp học giáo lý. Và cuối cùng ngài nói thế này, ngài nói cái câu cuối này mới ghê: tất cả những lời ngài dạy giống như chiếc bè được dùng để qua sông, chỉ coi đó là chiếc bè thôi, chứ không nên ôm chặt nó theo cái kiểu một người đã qua sông rồi tiếp tục vác cái bè đi trên cạn. Đây nhé, cái câu đó có nghĩa là gì? Nhiều người nghe câu này khoái lắm, thấy mình làm biếng học á, nghe nói ôi học chi cũng là cái bè rồi qua cũng liền, nhưng mà vấn đề họ qua chứ. Với tôi cũng phải nhắc mạnh cái này, chắc là tôi phải lạc đề hơi nhiều nhiều đó. Là phải học kinh gốc, hạn chế tối đa như có thể không? Cái chuyện mà biết đến lời Phật thông qua quá nhiều người, thí dụ đọc qua các bản dịch, mỗi vị mà dịch họ để lại một cái dấu ấn cá nhân ở trên đó, có dù là chỉ dịch chứ không không có viết nha, không có viết, chỉ dịch thôi. Cái cách mà họ lựa chữ để họ đặt vào đó là họ dựa theo cái não trạng của họ, cái trình độ của họ, cái nhận thức của họ, cái kiến thức của họ. Cho nên chuyện đầu tiên mình đọc qua các bản dịch là đảm bảo, nói gì là đọc qua các sách viết, sách bàn, sách tán. Tôi nhớ chế lân viên mà trong một cái lời tựa mà ông viết cho cái quyển gọi là Thẩm Mỹ Học, do một cái ông nào đó ông dịch từ tiếng tiếng Tàu qua tiếng Việt Nam ấy. Thì có ông dịch xong quyển đó là cũng là quyển mà tôi cho là quyển sách quý, sách quý về nên đọc. Tại sao tôi là tu sĩ mà lại là người thờ phụng A Tỳ Đàm mà tôi lại khuyên nên đọc quyển đó? Bởi vì quyển đó họ phân tích cái chế định rất là hay, chế định nghĩa là cái nhìn thế giới thông qua bản thể và thông qua hiện tượng. Có hai cách nhìn về thế giới, một là thông qua cách nhìn qua cách nhìn thẳng vào bản thể, hai nhìn và thông qua hiện tượng. Thì cái thẩm mỹ học đó là tuy người biết họ hoàn toàn không buồn tịch, họ không biết về A Tỳ Đàm, nhưng mà họ phân tích cho mình thấy tại sao có cái khái niệm về mỹ học, con đường nào đã dẫn đến khái niệm đó, và có bao nhiêu cái điều kiện để làm nên cái gọi là đẹp. Rất là hay, rất là hay. Rồi tôi mới nhờ một người Việt Nam, tìm quyển đó, cuối cùng mà gửi tôi bản photo mà để tôi giảng bà con xong vô tôi tìm quyển Thẩm Mỹ Học. Trước em làm có một cuốn Nguyễn Văn Sung, nhưng mà quyển của Tây, còn cái quyển này là quyển của Trung Quốc, quyển rất là khá. Bà con nào có nhắc lại, bà con Lục là có nhắc là cho biết nhớ cái tên, cảm ơn lắm. Rồi. Thì mình biết rằng có cơ hội để học giáo pháp mà mình không học, mà khi học giáo pháp rồi đó mình phải nhớ cái này, học cho biết, biết đến một cái mức nào đó tự nhiên nó thấm vô người mình không cần phải ê a như trẻ con, tự động nó ngấm vô trong máu, nó giống như người không biết gì vậy, nhưng mà đụng chuyện nó bung ra. Ở đây bà con biết mà, bà con biết, ví dụ như bây giờ tôi nói ví dụ như kiến thức cộng trừ nhân chia, mình đâu phải đi đâu mình cũng ôn bản cuốn chương, đâu có, không có. Nhưng mà khi đã thuộc cái bản cuốn chương rồi thì nó lặn đâu mất tiêu mình cũng không biết. Mình vẫn ăn uống sinh hoạt, làm đụng cơm gạo áo tiền, đạp xích lô bán vé số, làm giám đốc, làm bảo vệ, ba cái cộng đường kia mình quên mất. Nhưng chỉ cần có chuyện một phát là kiến thức về cộng trừ nhân chia tự động nó trào ra. Cái bản cuốn chương đó, tự động khi nào cần làm toán nhân là nó trào ra. Đó, đó là phương pháp y chang vậy đó.
mình phải học đến cái mức nào đó mà nó giống như bản cũ chương vậy. Tức là đụng chuyện thì nó bóc ra, à đụng chuyện thì nó bóc ra. Ừ, à, cho nên nói rằng mà cả dành cả đời thì học đó, thì học thì chỉ là học mình làm sao lúc có lúc hành trì, nhưng mà anh phải học làm sao mà khi nó đã đi vào máu anh nó như bản cũ chương của học trò cấp 3 vậy đó. Lúc bây giờ học trò cấp 3 nó không còn kẹt kẹt cái bản cũ chương như lớp 1, lớp 2 nữa, nhưng mà nó đụng chuyện là nó đào ra. Hoặc mấy sinh viên đại học, hoặc mấy giáo sư giảng sư đại học, mấy ông bác sĩ kỹ sư mà ông đâu có cần mà đọc bản cuốn chương, nhưng mà đụng chuyện nó đào là ở đây phải học. Nhưng mà nhớ, học để lấy đó là phương tiện hành trì, như chiếc bè dùng để qua sông, chứ không thể nào mà coi cái đó là cái mà hay ho ghê gớm để rồi thấy mình là ghê gớm hay ho. À cái đó là cái sai nha, sai. Ngài dạy cho, ngài là Đức Phật ấy, ngài dạy cho mình có bao nhiêu giống cà phê, Arabica, Robusta, à, bao nhiêu thứ cà phê. Ngài dạy cho mình đó là cách trồng cà phê, à, ngài dạy rất rõ bao nhiêu giống cà phê, đất nào trồng được, lúc nào thu hoạch được, rang sao, xay sao, pha sao, có bao nhiêu cái máy pha, à, bao nhiêu máy pha tay hay là pha máy, có bao nhiêu cái lượt, kiểu lượt cà phê phin hay là lượt giấy của Âu Mỹ. Ngài nói rất kỹ. Nhưng nhớ, nhớ người pha phải là mình, người trồng cà phê phải là mình, người phơi, người sấy, người rang phải là mình. Chứ còn mà mình rang mà nó cháy, hoặc là nó đang chưa có tới lửa rồi mình đổ thừa ngài là không, để mình không có kỹ. Ngài chỉ cho mình cái cách thôi, chứ ngài không có mà can thiệp vô. Bởi vì nếu mà nói rằng ngài có thể can thiệp thì ta thành Phật hết rồi. Chư Phật là vô số vị đã ra đời là chúng sanh bây giờ là ok hết rồi, phải không? Mà không, chư Phật chỉ cách thôi. À, còn cái chuyện mà ba la mật mình có đủ hay không là chuyện của mình nha, chuyện của mình. Còn mình coi kinh mình thấy có nhiều vị mà được Đức Phật người dắt dở, người nhắc nhắc nhở, dắt dẫn từng bước từng bước. Mà thấy đó đó, Đức Phật cũng cũng hà hơi tiếp xúc nổ, tại cái vị đó ba la mật người ta đã đầy rồi. Nhưng có một điều là cái do cái kiểu tu của họ, do cái phước duyên của họ khiến họ phải gặp Phật và được Phật hướng dẫn từng bước như vậy đó. Chứ còn 99,9% là không có được như vậy. Tức là chỉ nghe pháp, à, nhiều lắm là thắc mắc cái gì vô hỏi Thế Tôn một câu một chữ rồi thì đi về tự tu dưới gốc cây trong núi, trong hang, trong lùm, trong bụi, chứ không có cái vụ mà Đức Phật nắm tay mà hạ hơi tiếp sức cho từng người gì đó, không có, dứt khoát không có. Mà chuyện đầu tiên cũng là chuyện cuối cùng, là người này phải có ba la mật, phải có duyên lành giải thoát đầy đủ. Chứ còn không có cái chuyện mà gặp Phật rồi mình thích quá cái đèn đắt, cái chuyện không có, rồi khi phước duyên không đủ nha, nhớ. Cho nên tất cả lời dạy của Phật chỉ là cách dạy, rất những lời dạy về cái cách làm sao có cà phê uống thôi. Còn chuyện mình trồng cà phê, mình phơi cà phê, mình rang cà phê, mình xay cà phê, mình pha cà phê, à, rồi pha xong mình uống sao, cái chuyện gì của mình, nhớ ha, nhớ cái này. Cho nên đó là đúng, Phật dạy phải tôn kính chánh pháp và tôn kính lời Phật dạy. Muốn được như Phật phải tôn kính lời Phật và tôn kính giáo pháp. Ngài không có kêu mình lại ngài nha, nhưng mà ngài chỉ nói là tôn kính giáo pháp. Nhưng mà tôn kính đây không có nghĩa là in thật là nhiều kinh bỏ tủ khóa lại, à, bọc da mạ vàng rồi khóa lại, hoặc là mỗi đêm tụng xong rồi cứ quay về cái đời sống cũ, sống từ bản năng phải. Mà học ở đây có nghĩa là từng chữ đưa vào ứng dụng trong đời sống được bao nhiêu hay bao nhiêu như có thể. Ừ, cái đó gọi là, cái đó gọi là thờ lại chánh pháp, là thờ lại như vậy đó, thờ lại đối với lời hay ý đẹp của thánh hiền ba đời, là đưa nó vào trong thực tế hành trì, thực tế đời sống, chứ không phải là mình chụp hình thánh Gandhi, chụp hình ông tổng thống Harry Truman, ông Chris McTeague, ông Osho, hòa thượng Giác Hạnh, rồi mình dán đầy nhà mình, rồi khi mình vẫn tiếp tục sống là nuốt không vô, sống cái kiểu là nuốt không vô, ngửi không vô là không được, không được, không được. Lời Phật cũng là vậy, chỉ là chiếc bè để qua sông thôi. Tôi tại sao tôi nhấn mạnh cái chữ tôn kính, là bởi vì chính ngài, ngài dạy chỉ cái bè mình tưởng là ngài coi thường không phải. Mình ngày dạy mình ngày nói là giáo pháp ngày là cái bè, để cho mình nhớ rằng bản thân cái bè là cái bè, người biết sử dụng bè lại là chuyện khác. Mà khi qua sông rồi
thì mình nên nhìn cái bè đó ra sao. Cái chữ đen không phải là mình đắc đạo rồi mình chà đạp kinh điển, không phải nha, cái đó sai, nhiều người hiểu lầm của nó, tưởng là mình qua xong mình liên cái bè vậy thì mình đắc đạo xong mình coi thường giáo pháp, phải. Mà cái chữ, cái hình ảnh mà ngài nó bè đây chỉ có nghĩa là gắn liền cái bài kinh ở trên, gắn liền cái đoạn kinh ở trên, gắn liền với đoạn kinh ở trên, có nghĩa là đừng tưởng có cái giáo pháp, có giáo lý vô đầu là mình ngon, bởi vì có ba trường hợp là học đạo theo cách người bắt rắn sai cách, học đạo để mà lấy đó làm phương tiện giải thoát, học đạo để mà gọi là bảo lưu duy trì cái tinh thần, cái đường lối giải thoát của hiền thánh ba đời mười phương, ba cách học. Và chốt lại thì ngài dạy rằng là hãy học bằng một cái tâm thái như một người qua sông, xem cái chánh pháp, xem là Phật dạy là cái bè, cái bè, để mà không có chấp chặt vô đó một cách trẻ con, chứ không có phải là nói vậy mình bắt chước y như bài kinh là mình qua mình nghĩ chắc hiện thánh đắc đạo rồi thì chà đạp kinh điển, phải. Và cái câu cuối mới đặc biệt, pháp còn phải bỏ, muốn là phi pháp. Phi pháp có nghĩa là không phải chỉ phi pháp, này không phải là nghĩa theo nghĩa của thế gian nha, không phải thế gian mà nó chỉ phi pháp có nghĩa là vi phạm pháp luật ấy, còn cái phi pháp này có nghĩa là trái đạo nha, cái chữ phi pháp này là trái đạo, á thâm, á thâm với cả là trái đạo nha, nhớ nha. Chứ giống như có cái chữ mà tôi rất là khó chịu đó là cái chữ pháp và luật. Ở đây trong pháp luật này, cái chữ pháp luật đó mà gặp ở Việt Nam mình ý, thì cái chữ pháp luật nghĩa khác, nhưng mà pháp luật này nghĩa là cái giáo pháp và cái giới luật. Có nhiều chữ nghe hay lắm nhưng mà mình xài cũng phải cẩn thận. Ví dụ như cho tôi lạc đề một chút, cái gì các vị có nghe cái chữ tối cao pháp viện không? Cái chữ pháp viện ở đây có nghĩa là cái tòa án tối cao, tòa án tối cao á. Rồi Việt Nam mình có vị thích quá, thích mà không để ý, cho nên mới pháp viện Minh Đăng Quang, thì họ ta lại lấy cái chữ pháp này tức là đạo pháp ấy, mà đôi khi để pháp viện Minh Đăng Quang nghe nó hay kỳ, nhưng mà thôi chuyện người ta không. Chứ các vị thấy cái muốn xài không phải dễ. Ví dụ như là cái chữ đạo trường, đạo tràng, chứ mình đâu có chữ pháp trường được, đúng không? Pháp tràng, pháp trường, pháp mình hiểu pháp là đạo pháp, nhưng mà khi mình nói là pháp viện Minh Đăng Quang là nó hay kỳ rồi, có nghĩa là tòa án Minh Đăng Quang nghe nó kỳ không, rồi thì mình bắt người ta phải hiểu chữ pháp đây nghĩa là đạo pháp, cũng giống như chữ đạo tràng là được, chứ mình đâu có kêu là pháp tràng. Pháp tràng là pháp trường ấy. Trường là tràng, chu, châu, vũ, võ, duyên, giang, thành, thiền. Thì mình kêu là pháp 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 trường là không được, phải kêu đạo trường hay là đạo tràng, nhớ rồi, nhớ cái đó rồi. Cho nên là ở đây mình thấy là ngài nhấn mạnh rằng học đạo là cần thiết, nhưng mà cái thái độ khi học đạo và cái mục đích của học đạo phải được mình minh định, phải được mình xác định. Học đạo là cần thiết, nhưng mà cái mục đích và cái cách thức học đạo, lý tưởng học đạo, mục đích trên đạo, cách thức học đạo bắt buộc mấy cái này phải được minh định, phải được xác định rõ ngay từ đầu. Còn nếu không là mình sẽ lọt vào cái tình trạng đầu tiên là học đạo theo cách của người gọi là không biết bắt rắn mà đi bắt rắn. Thì nội dung bài kinh này là như vậy. Mà tại sao bài kinh này chúng tôi cố ý đưa vào ở trong kinh Kalame, là bởi vì cái đã nhiên kinh Phật thì không có cái chỗ nào cũng hay hết trơn, nhưng mà tôi thấy trong đó có hai cái nội dung đặc biệt tôi chú ý, đó là cái chỗ mà ngài dạy là có ba cách học giáo lý. Và cuối cùng tôi mê cái câu cuối mà tôi đưa nguyên bài kinh này vào trong Kalama, đó là đạo ta như chiếc bè dùng để qua sông, qua sông rồi thì thuyền còn pháp còn bỏ, huống gì là phi phạm. Đó, cái đó rất là quan trọng để cho và nhiều người hiểu lầm, tưởng cho rằng nó là Phật giáo Nguyên Thủy không hề biết gì đến cái khái niệm đó. Thật ra các vị biết cái câu, cái khái niệm này nó tâm nó trong 49 năm ta không từng nói một lời đó, đó bên Nam truyền có nguyên cái có, nhưng mà có kiểu này có là trong bài kinh Tam Minh của Trường Bộ, Itimakhu Chitta Lokavohara Lokapanyati Tathagato Vohara Aparamasamti,
Này cư sĩ Chích Đá, các đấng Như Lai nói mà không nói, nói mà không nói, có nghĩa là vì phương tiện phải sử dụng ngôn từ nhưng không bị vướng kẹt trong ngôn từ, nói như không nói. Đó, đó trong Nam truyền có cái đó, mà người ta không, không có đọc cái đó. Thì mà hồi chuyện tại thì mà hồi chuyện tại luôn có vua ra luôn bây giờ thì ta có tu hóa ra thì mà sập tí nhớ hoài cái đó như thần chú vậy. Rồi nguyên cái bộ gọi là Matsya Mikakarika của ngài Nagarjuna, tức là ngài Long thì nguyên cái bộ đó chỉ là triển khai cái bài kinh là Đại Không Tiểu Không và Đại Duyên, Đại Không Tiểu Không của Trung Bộ và Đại Duyên của Trường Bộ. Rồi nguyên cái bài kinh, nguyên cái kinh mà kinh là Sukhavati Vyuha Sutra, tức là kinh mà kinh gọi là kinh này, kinh này A Di Đà đó, A Di Đà là Amita nhưng mà người người Tàu họ dịch An Giang, dịch là về mà Sukhavati Vyuha Sutra là kinh Cực Lạc ấy. Thì nguyên cái nội dung bài kinh đó lại là được là một cái phiên bản từ cái bài kinh là Đại Thiện Kiến của Trường Bộ trong tạng Pali. Cho nên có dịp cũng mong bà con có một cái cơ hội để mà làm những cái so sánh nhẹ để tìm thấy một cái cầu nối giữa các cái truyền thống kinh điển cũng vui. Học kinh phải cẩn thận nha, mà cái điều mà đại kỵ nhất là đứng trên cái truyền thống này mà bôi bác chà đạp trên truyền thống kia, hoặc là đứng từ cái lập trường này mà phủ nhận cái lập trường khác một cách gọi là manh động thì đó cũng này này. Muốn khen muốn chê phải có cơ sở và trên hết không cần khen chê. Đấy, đây là cái câu kinh vũ nha, muốn khen muốn chê phải có cơ sở trí tuệ, mà tốt nhất trí tuệ đến mức nào đó thì nó không còn là cơ sở để khen chê nữa, mà lúc bây giờ nó khiến cho người ta không còn khen chê. Đọc kỹ bài kinh này sẽ thấy nhiều cái điểm rất là đặc biệt. Và thông qua cái bộ Nhật Tụng Kalama, chúng tôi nói tham vọng cũng được, mà nói thiện chí cũng được. Chúng tôi mong các vị có cơ hội để làm ba việc sau đây. Thứ nhất, biết được phần nào gọi là căn bản nội dung kinh điển nguyên thủy. Phần nào, trong khi nếu mà không có cái người mà lựa sẵn kinh như này mà đưa các vị nguyên một cái kho đại tạng, các vị chỉ có chết rồi sống mới nổi, đọc ngán lắm. Bây giờ người ta lựa cho mình những cái bài kinh mà khi ráp lại nó giúp cho mình một cái kiến thức khá khá về kinh tạng Pali, kinh tạng Nikaya. Cái việc thứ hai là tôi mong rằng là hỗ trợ đặc biệt cho những người có nhu cầu tìm hiểu kinh gốc. Chứ xưa giờ mình toàn là sư phụ tôi nói này, thầy tôi nói kia, cái cuốn gì đó, cuốn gì đó, không có cuốn nữa. Đối thẳng luôn, kinh gì trong ba tạng Pali phải cung cấp cho các vị cái nguyên bản Pali và xuất xứ rõ ràng. Chứ còn mà ớn nhất là sư phụ tôi nói thế này, thầy tôi nói thế kia, bạn tôi nói thế nào, cái cuốn của ông Trần Văn Nga, Nguyễn Thị B gì đó, tôi sợ đó lắm, ông bà hết kinh hết, phải có xuất xứ kinh điển, phải có bản Pali. Và cái thứ ba, thông qua bộ Nhật Tụng Kalama, chúng tôi thiết tha mong mỏi bà con tự nhiên có nhu cầu học tiếng Pali và tự nhiên có nhu cầu tìm hiểu A Di Đà, mặc dù á, nội dung của bộ Nhật Tụng Kalama hầu hết là kinh tạng nhưng mà trong đó có rất nhiều vấn đề A Di Đà, và tôi hy vọng là thông qua cái bộ này bà con tự thấy mình có nhu cầu tìm hiểu A Di Đà, có nhu cầu học tiếng Pali, có nhu cầu tìm về kinh gốc, có nhu cầu cái này mới quan trọng nè, có nhu cầu chuẩn bị cho một cái tuổi già, cho một cái chết, cho những kiếp sau, cho cái cứu cánh giải thoát. Chứ còn đi chùa mà lang mang không có được học tập giáo lý, mất mấy chục năm thì cuối cùng không biết mình cần làm gì, rồi chưa kể là những hoang mang không có đáng. Tôi là ai trong trời đất này, tôi từ đâu tới, tôi sẽ về đâu, và bây giờ tôi cần làm gì. Đi chùa mấy chục năm mà mấy câu hỏi này không bị trả lời, đi chùa mấy chục năm mà không biết gì về Đức Phật, để nói về Đức Phật mà nói lơ mơ, Phật pháp mà ai hỏi Phật pháp là gì nói lơ mơ,
quy tam bảo mà hỏi tăng bảo là gì, nói lên mơ tu hành mà mấy cái công đức rất là căn bản như là bố thí, như ngồi thiền mà ta hỏi thiền là sao, thí là sao, nói lên mơ. Đa phần bà con mình nó bố thí là cứ nói móc móc túi ra cho, mở nồi cơm múc hai giá là bố thí, thò tay vô túi móc mớ tiền là bố thí. Đó, nấu bố thí mày hiểu nghĩa là móc túi ra cho thì nghèo quá, giữ giới cũng vậy. Hỏi giới là gì, mình cứ móc cái hai con số rồi số năm số tám, cái năm giới bát giới mà trước kia nó hiểu giới mà thông qua con số thì chết rồi, giữ giới nó mênh mông. Ở rồi thiền là cái gì, cứ xếp bằng nhắm mắt là thiền, chết đâu. Cho nên ý, tôi thiết tha kêu gọi bà con là mấy việc sau đây. Bây giờ bắt đầu lạc đề này. Thứ nhất, tôi mong mỏi những bà con nào có nghe trực tiếp hay là gián tiếp bài giảng này thì mong bà con tìm cái người nào mà bạn lành, có cùng sở thích, có cùng suy nghĩ, đặc biệt là có cùng cái kiến thức để tầm tầm với mình ấy, cái trên là cũng hơi khó. Làm là một nhóm gọi là sưu tập, sưu tập kinh Phật, bằng cách là chúng tôi đứng sau lưng quý vị. Trách nhiệm của tôi là tôi chuyển cho các vị những cái quyển kinh online. Tùy tùy quý vị, tôi một mình tôi cung cấp không cần người thứ hai, một mình tôi thôi, chỉ cần mà quý vị đọc được bao nhiêu tiếng báo báo cho tôi biết, tôi tìm cho tôi dốt sẵn định chữ dốt để nói một cách đàng hoàng chứ không phải giả vờ dốt thiệt. Nhưng mà nếu các vị có thể dịch được bao nhiêu tiếng thì tôi là người tìm sách giùm thôi. Tìm những cuốn mà tôi cho là thật sự cần thiết, ví dụ tôi có khả năng cung cấp cái nguồn tiếng Hán. Các vị có biết Hoa, tiếng Hoa Chinese đúng không? Chứ phải Hán, phải là classic Chinese, chẳng phải Hán cổ nha, mà Hán hiện đại là Mandarin. Các vị mà gặp cái kho mà Abhidhamma, Abhidhamma ấy, Abhidhamma nè, Vipassana nè, rồi sách học tiếng Pali nè, tức là tứ niệm xứ ha, rồi Abhidhamma, rồi sách Pali, rồi bình, rồi chú giải tâm tạng bằng tiếng Hán. Cái gì mà gặp cái kho đó gì chứ trời, rồi cái gì nữa, tiếng Nhật. Tôi biết một cái kho mà gọi là mật mật tông, dĩ nhiên bên cái râm này mà nói điểm chữ chết rồi thôi lỡ nữa luôn, tôi là Nam tông nhưng mà tôi có biết một cái nguồn sách mật tông bằng tiếng Nhật, mà trong đó nó là nó có cái dạng mà trong đó nó có cái nguồn, đó là đương nhiên hễ mà mật tông là phải có tiếng Phạn Sanskrit, mà nó mà trong đó nó dạy luôn cả cái gọi là tiếng Lan Trác, Lan Xa, là tiếng Xích Đâm, tức là tiếng Tất Đàn, tức là mấy cái tự dạng của Sanskrit, rồi Brahmi, tức là mật tông mà mật chuyên ấy. Đương nhiên cái đó tôi không có đề nghị dịch nha, tôi chỉ nói cho biết là có mấy cái nguồn đó luôn, rồi có mấy nguồn từ điển mà Pali, Pali Pali Hán, Pali Chinese, Sanskrit Chinese, mà Buddhist term, thuật ngữ Phật học, không? Và vô vàn những cái nguồn mà sách về A Tỳ Đàm, về Vipassana nói riêng và kinh tạng nói chung, mà bằng tiếng Indonesia, mà tự giảng ABC Indo được cái họ không có xài mẫu tự Anh Á Rập, họ không chịu xài chữ Á Rập, họ xài mẫu tự alphabet nha. Á Rập ba tiếng Indonesia, Đức, Anh, không Anh thì quá nhiều, Anh thì quá nhiều, Đức, Ý, Tây Ban Nha, tiếng Ba Lan có tiếng Ba Lan, Hòa Lan có tiếng Hòa Lan. Trời, cái quỷ mà gặp cái đó là chết. Có là 3.000 mình đọc đó, mình vui là vì Phật Pháp hôm nay đã là Pháp Phật tràn lan như sóng nước, và Bồ Đề bóng ngã mát mười phương. Chỉ bộ vui là cái đó, nhưng mà nghĩ hãy chạnh lòng là đến bây giờ Hòa Lan là cái đinh gì so với người Việt, dân như nhỏ xíu, cái dân số đã sạch là đất nước nhỏ xíu, mà trong khi Phật giáo của người ta đó phát triển, người ta có những cái nhà học giả cực cực kỳ gọi là thông tuệ của uyên bác. Đấy, tôi không có chê Việt Nam, tôi chỉ khen Hòa Lan thôi nha. Rồi nào có ai biết là Bắc Âu ấy, Bắc Âu gần có Na Uy thì đặc biệt là Đan Mạch, nó có một cái hội nghiên cứu Bali mà phải nói là kinh hoàng luôn, kinh hoàng luôn, Đan Mạch
Còn Ý, Tây Ban Nha mắc cái chứng gì mà bây giờ họ nghiên cứu Theravada mà phải nói là bạc ngàn, gọi là Bali với Abhidhamma là coi như Ý, Tây Ban Nha là tôi nói không có bút mực nào tả xiết. Mà cái này mới ghê là những cái nguồn của họ là nguồn nguồn ghê lắm, nguồn Miến Điện, nguồn Tích Lan, mà hai cái nguồn đó là rất là xa lạ ở Việt Nam. Mình là chỉ có Thái Lan, Campuchia rồi tiếng Anh thôi. Còn bên kia là hễ mà nghiên cứu về Nam Triều là họ đào thẳng về hai cái góc giống Miến Điện mà có Tích Lan, Ý, Tây Ban Nha khiếp vậy đó. Cái Ý, Tây Ban Nha rồi Đan Mạch, rồi Hòa Lan, rồi bên đây Indonesia, Tàu, Nhật. Thì tôi hy vọng là bà con ý, dĩ nhiên bà nào bà ông bà nào thấy mình gần chết thì thôi đó. Nhưng mà bà con nào còn có sức khỏe, còn có nhiệt huyết, còn có thiện chí nghĩ tới đạo ấy, thì 3 tháng sống ở đời mà có cái lòng mà duy trì cái tuổi thọ chánh pháp thì có những cái đời sống là gì, cuộc sống cuộc đời thì không có phí đâu. Bằng cách là lập một cái nhóm, nhớ nha, cái nhóm này chỉ có trách nhiệm không có quyền lợi. Tôi xin la làng cái chữ cái câu này, cái nhóm này làm việc chỉ có trách nhiệm và không có quyền lợi. Đại kỵ quyên góp, đại kỵ quyên góp, có cái gì đâu mà phải quyên, khổ quá, không có cái gì phải quyên hết. Là cái tài liệu mà để dịch đó là tôi chuyển cho các vị qua cái email, qua tin nhắn, các vị chỉ ngồi nhìn vô cái computer mình ngồi gõ thôi, chứ có cái gì đâu mà quyên. Cứ người mình mà hễ mà là có, đã có công việc là bắt đầu quyên, mà hãy quyên là bắt đầu nó ra chuyện. Tin tôi đi, nó không có bệnh à, tôi không làm sao tôi dám hứa, tôi không nói cướp nhà băng cho tiền quý vị nha. Nhưng mà tôi có một niềm tin, chuyện đầu tiên cái niềm tin sắt son là làm gì nó không có tốn tiền. Mà chuyện thứ hai nữa đó là nếu có tốn tốn bao nhiêu hết thì cái người này nhịn tô phở, người kia nhịn viên kẹo là giúp nhau được rồi. Nhưng mà đại kỵ không được quyên góp, 4 chữ này không, không được quyên góp, và 4 chữ này gọi là nó là cái slogan treo trên cái trang web của nhóm, là 4 chữ không được quyên góp, no fundraising, no, không có được nha, không có cái vụ đó. À, rồi bắt đầu là chúng tôi sẽ chuyển cho các vị. Một là quý vị dịch xong, nhân viên cho phép in giấy. Hai là chuyển vô qua quản bản điện tử và ebook đưa thẳng lên trên trang web. Ai dịch thì để tên người đó, thí dụ như đăng quyển đó là một người dịch Lê Văn Tèo thì để Lê Văn Tèo, còn mà 4 người dịch thì để tên 4 người, chứ không ai mà cướp công các vị đâu nha. Ai dịch nhưng mà có điều trước khi đăng lên đó là ơn cho tập thể ghé mắt chút à, chứ không phải là tự nhiên mình dịch xong mình tống lên đó. Hiện giờ trên internet cũng bản tiếng tiếng Việt mình có một vài bản dịch mới vừa ra, công trình quan trọng, nhưng mà vì chưa được một cái tập thể mà gọi là chuyên nghiệp ghé mắt, cho nên những công có nhiều công trình cũng đặc biệt lắm, nhưng mà tôi không dám giới thiệu, là bởi vì giới thiệu có nghĩa là mình một phần nào đó mình chịu trách nhiệm à. Và nhiều khi mình giới thiệu người ta có hiểu lầm, tại vì người ta đâu coi mình là bạn đâu, tự nhiên mình giới thiệu rồi nói mình này nọ, trời ơi, Việt Nam mình nhạy cảm lắm, mình nhìn thấy mình cười cái nó tưởng mình mê đó. Đấy. Rồi bây giờ mà mình nói thằng Tèo nó tí giận, mà chỉ khen cái bông thôi, không có người thích có người giận, chỉ khen con bướm thôi là có người thích người giận, khổ lắm. Đấy. Cho nên tôi chỉ nói rằng tôi mong mỏi bà con lập thành một cái nhóm, mà tôi mới nhắc lại lần nữa nha, ở đây không cần nổi tiếng, ở đây không cần quyền tiền, chỉ cần những tấm lòng à, những tấm lòng. Tên ai dịch thì cứ để nguyên rồi xong rồi cái là mình đưa vào một cái trang web, mà lập một trang web riêng để cho bất cứ bà con nào mà cần tìm hiểu Phật pháp mà bằng những tài liệu mà tôi kêu là tài liệu cấp 1 ấy, tài liệu bậc 1 ấy. Âu Mỹ nó có một loại sách này, kêu là recommend books, tức là những tài liệu tham khảo mà bắt buộc phải đọc, chẳng hạn như cái chương trình mà master ở mấy cái trường đại học Mỹ mà nó có cái phân khoa Phật học ấy, là nó có những loại sách bắt buộc phải đọc. Ví dụ như là cái master Phật học mà ở Europe, là ở
Madison Wisconsin hay là Stanford hay là Columbia, nhà là học Hawaii, thì bắt buộc phải đọc câu xá Trung Quán, câu xá của ngài Thế Thân, Trung Quán của ngài Long Thọ, rồi ba cái mà gọi như là Mã Minh, Thanh Biện, Vô Trước, phải đọc, là bắt buộc, chứ còn mà lan man chẳng hạn như Việt Nam mình tìm hiểu đạo Phật mình đọc cái cuốn của Nguyễn Duy Cần phải, tôi chê nhưng mà Đoàn Trung Cộng đó là không được, tôi nhắc lại tôi không có chê nhưng mà phải nói là tài liệu bậc một nó lại khác, tức là ở đó có một cái nhìn rất là hàn lâm, có ghi chú kinh gốc, có chú thích tiếng Phạn, tiếng Tây Tạng, tiếng Sanskrit, tiếng Hán, tiếng Nhật đàng hoàng. Nó phải hàn lâm, sách mà phải có glossary, phải có index, sách mà phải có thư dẫn, cái phần mà sách tham khảo phải có. Và mấy người là cái sách là tham khảo bậc một. Thì tôi mong rằng chúng ta có một cái trang web gồm toàn là những cái sách là tham khảo bậc một. Ví dụ như là nếu các vị hỏi tôi, tôi đến năm nay tôi làm thầy chùa là 50, bộ là 47 năm rồi, 44 năm, 45 năm. Tôi chưa có dịp đi Ấn Độ, có gì biết, chưa có dịp đi. Và cũng chưa đi Tích Lan, nhưng mà nếu mà có duyên cho phép thì tôi về Tích Lan trước, tôi đi thỉnh kinh ở Tích Lan trước. Tích Lan sách quý không, ở Colombo ấy, ở Kandy sách quý không, nhà sách của Tích Lan. Còn Ấn Độ thì ở Delhi nó có mấy nhà sách lớn. Tôi đi Tích Lan trước. Của Ấn Độ bắt buộc tôi phải đi, là nếu mà tôi không chết yểu tôi phải đi, nhưng mà tôi mong là đi là phải đi cho nó hoành tráng, là phải có cái chỗ nào đó mình ở 3 tháng. Ừ, 3 tháng rồi cái sáng sáng thì cái mình qua vào những cái Phật cảnh ấy, ngồi giống như tìm lại tìm thân, biết đâu làm chó làm mèo làm gà làm vịt gì ở đó biết đâu, mình tìm lại cái tiền thân mình ngồi, chứ tìm lại đang có là mê tín, mà tìm lại thấm đẫm lại từ cái trang kinh ngay trên đất Phật. Nhưng mà chuyện đầu tiên là phải về Tích Lan thỉnh kinh. Nhưng mà trước khi về có là trên internet nó có rất nhiều sách quý, rất nhiều sách Mỹ, sách quý mà miễn phí, dạng ebook nhiều lắm, dạng PDF nhiều lắm, và bà con đã thấy được thì xin liên lạc với chúng tôi trên cái email là toanhanh77@gmail.com. Đấy. Nói thì Việt Nam là toanhanh77 a@gmail.com. Đấy. Hoặc là Phương Trì dính liền, Phương Trì thích Messenger, mà không có đùa, không có mà đẩy đưa như là con thấy ý kiến nói hay xa thú, nhưng con tiếc là con không giúp được gì, tôi thụ cái đó không, bây giờ chỉ nhận cái nào rõ ràng, con Tạ Văn Tèo dịch được tiếng Nhật, con Nguyễn Thị Tý con dịch được tiếng Pháp, dịch được, xin chuyển sách cho con. Và tôi nhắc lại, ai dịch thì để y tên người đó, và cái đó tất cả sẽ được chuyển vào ở trong một cái trang web, mà cũng chính với quý vị là những người giỏi về 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 computer, các vị làm chứ tôi không có làm đó, tôi chỉ là người giống như Calama, tôi chỉ là founder thôi, ở đây tôi chỉ là founder thôi. Và tôi ở đây nó hơn cái đó, bằng nó là phải founder không, mà tôi còn cung cấp cái nguồn sách cho các vị, làm sao mà có kể cả những cuốn mà mình chưa dịch mà mình đưa bản gốc vào trong đó cũng được, thí dụ như cho các vị địa chỉ luôn nè, abhidhamma.com, abhidhamma.com tức là .com ấy, của một sư cô người Đức, trong đó toàn là tiếng, hầu hết là tiếng Anh. Anh cái cũng sư cô đó mà cũng cái trang vậy, nhưng mà không phải chấm cho, không phải là .com mà là .de, tức là đời là Đức, đời Slam. Abhidhamma rồi cái .de dính liền nha. Còn abhidhamma.com hai trang này, rồi còn vô vàng những trang, hoặc là cái trang của Đức là Pali, palikanon.com, chữ canon là viết bằng chữ K chứ không phải chữ C trong tiếng Anh, từ bên Đức ấy. Pali canon thì cái chữ canon ở đây là chữ K nha, palikanon.com. Rồi bên tiếng Đức, bên tiếng Pháp, toàn bộ bên tiếng Pháp có cái trang mà ba giờ lo, cái trang nó không có tưởng tượng được, tức là từ điển và sách Phật tôi nói bạc ngàn của Pháp, mà tiếng Anh đủ các thứ tiếng, nhưng mà trang của Pháp, không không phải chính phủ mà của một người Pháp đó, Pháp Đức, còn ba cái thứ mà Thái Lan, Indo, rồi Mã Lai, bây giờ
coi như là tôi tìm hiểu và đi thăm với Vipassana đông như quân nguyên Mã Lai, chùa Mã Lai, thiền viện Miến Điện ở Mã Lai nó đông, nó nhiều không có kể gì. Mà mình thì cái xịt cái đuổi le que mấy bóng ăn rồi thị phi đè nó ra, nó chửi như là thù giết giết cha hỏi 4.000 năm nhân hiến thôi, 4.000 năm bỏ ra rồi. Chúc các vị một ngày vui.